Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì trên rất nhiều diễn đàn công nghệ đang có một sự so sánh với hai siêu phẩm, đó là Sony Xperia XZ và Samsung Galaxy S7 hay là S7 Edge. Và có rất nhiều ý kiến cho rằng Sony hơn, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Samsung hơn. Và ekip thực hiện chương trình của Tech One Channel thì cũng đã chụp một vài bức ảnh. Trong phạm vi video clip ngày hôm nay thì cũng sẽ chỉ so sánh về camera thôi, và chúng tôi không đưa ra một kết luận nào cả. Và chính các bạn sẽ là người biết rằng sản phẩm nào hơn sản phẩm nào nhé. Và đừng quên comment phía bên dưới.